Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Cảm ơn các đồng chí đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh cho mình, cũng như xem những cái video của mình, cũng như lựa chọn những sản phẩm của mình, chuẩn bị lựa chọn những sản phẩm của mình. Đó là sự thông tuệ. Xin chúc mừng. Mời các đồng chí cà phê hòa tan. Nhớ ai như nhớ thuốc lào, anh chôn điếu xuống, anh lại đào điếu lên. Nâng điếu lên như triệu tử cầm đao, nhả khói ra như rồng bay phượng múa. Báo cáo các đồng chí, giới thiệu tới các đồng chí 8 chiếc đài khủng long đấy, của hãng Sony, rồi Victor, rồi JVC. Ở đây có 3 chiếc đài Sony 710SI, CFS 710SI đấy, một chiếc đài Sony 560 CFD DW 560, một chiếc đài Nationa ZXCS 700, một chiếc đài Victor, một chiếc đài Sony FH211W, và ngoài này đấy, và là một chiếc đài đỏ JVC. Để cái đài đỏ JVC thì mình tháo ra đánh rửa, mình giới thiệu tới các đồng chí sau cùng. Đầu tiên đó là chiếc đài Sony CFS 710, có 3 chiếc, 1 này, 2 này, 3 chiếc. 3 chiếc thì báo cáo với các đồng chí, hiện tại có một chiếc là chạy hết các chức năng từ radio cho đến băng các thứ ngọt ngào êm ái, còn hai chiếc này nó đang chỉ có nói radio thôi. Đấy, này mình chưa có thời gian để kiểm tra. Tất cả còn nguyên zin, không lai tạp một cái gì cả, loa vẫn còn nguyên bản của nó. Đấy. Lành lặn, được bắt bởi ốc vít nhá, được bắt bởi ốc vít. Đấy. Cái con đài này thì nó trông nó hầm hố rồi đúng không ạ? Rất chi là to. Đấy, nhìn ưng cái bụng đúng không ạ? Ưng từ cái nhìn đầu tiên đấy nhá. Đấy, nhìn phát là ưng ngay. Đấy. Tiếp theo đến là chiếc đài đĩa Sony CFS 560 đây. 560. Con đài này thì cái loa của nó thì ghê rồi, hai cái loa phễu này của nó thì ghê gớm rồi. Nó rất chi là to mồm và ấm tiếng. Con đài Sony 710 này nó đã to rồi, thế nhưng con này nó còn to hơn nha. Đấy, con này nó còn to hơn. Thì cũng xin thưa luôn, cái đài này, cái loa bên đây, cái loa phễu bên đây là loa zin của 560, là loa zin của máy. Còn cái loa phễu bên đây là cái loa phễu này mình lấy ở chiếc đài Sony CFS 715 ra. Đấy. Con đài CFS 715 ấy, con Sony đấy, thì các đồng chí biết rồi, âm thanh của nó rất chi là trầm ấm. Đấy. Thì đưa vào đây vì cái loa cũ còn hỏng rồi, thế nên là nghe ấy, nó cũng 110-119. Hai cái loa phễu. Đây này. Đấy, phễu này nhá. Đấy, phễu này. Đấy. Bên đây thì nó có kiểu màu nó hơi gì, hơi ngả màu vàng vàng, bên đây thì nó hơi ngả kiểu xây xanh. Đấy, đây mình cũng thông tin luôn cho các đồng chí cho nó rõ nét. Đấy. Phần radio của nó thì hoạt động tất cả các băng, bắt rất chi là nét. Đấy. Thế còn cái phần cassette này nhá, đấy, phần hai cửa băng này nó đều chạy cả. Thế nhưng mà nó chạy, nói chung là nó cũng chẳng ra làm sao cả. Nó băng nhẹ thì nó chạy, nhưng băng nặng là vớ vẩn, là nó rối băng. Đấy, cũng nói luôn. Đấy. Phần đĩa thì mắt nó lem nhem rồi. Đấy, mắt nó lem nhem mà nghe đĩa nó vấp thì các đồng chí biết rồi, chỉ muốn tắt nó đi. Bởi vậy là mình cũng tắt nó đi luôn. Mình chuyển cái tín hiệu Bluetooth vào cái đường CD, tức là bây giờ chuyển sang CD thì các đồng chí dùng điện thoại hoặc Smart TV hoặc laptop các thứ phát ra, phát Bluetooth, thế là cái đài này nó đã tích hợp được Bluetooth rồi. Đấy, là để nghe cái đường tín hiệu linear, là đường line in vào nhá. Vì bản chất cái con đài này, bản chất con đài Sony CFD560SI này nó không có đường tín hiệu vào. Đấy, thế nhưng với mình chiếc đài này thì bây giờ nó lại có đường tín hiệu vào, và nó lại nhận bằng Bluetooth luôn. Đấy, rất chi là tiện lợi đúng không ạ? Đấy. Con đài Nationa này thì clip trước mình giới thiệu tới các đồng chí rồi. Con đài Nationa này chạy hoàn hảo tất cả các chức năng, chạy chuẩn, radio siêu nét, băng bủng các thứ, nói chung là không phải suy nghĩ gì cả nha. Đã kiểm tra chất lượng đủ tiêu chuẩn sư phụ cho
xuất sơn. Trên này là cái đài đĩa Victor. Đấy, Victor này, cái biểu tượng của Victor đây này, cái biểu tượng của Victor. Nó hơi lóa nhỉ, biểu tượng của Victor là có con tuất nó chõa cái mõm của nó vào cái kèn ấy nha. Đấy là biểu tượng của Victor. Con đài này thì cái màn hình hiển thị của nó thì rất chi là đẹp. Đấy, buổi tối là thay cái đèn ngủ đêm nha. Đấy mà nó lại còn đổi màu cơ, bảy sắc cầu vồng, rất chi là đẹp. Đài nặng khoảng tầm 8 kg, rất chi là nặng nha. Đấy, volume thì vô cực. Đấy, dò thì dò sóng điện tử, dò tự động nha. Tức là mình cứ ấn tự nó có cái dò sóng nào nó bắt được là nó dừng lại. Đấy. Sang đến cái con đài này. Sang cái con đài này thì yêu cầu nhá, yêu cầu các đồng chí ngồi xuống, nếu như đang đứng thì ngồi xuống. Đấy, ngồi tựa ở đâu không ngã ra. Đấy. Đài Sony, Sony có model là FH211W nhá. Không biết có phải là nó là 211W hay không thì không biết, thế nhưng mà đây nó có số là 211W này. Đấy. Phần băng này thì mình chưa kiểm tra, băng này mình chưa có thời gian kiểm tra. Đấy. Con đài này đẹp lắm nhá. Con đài này nó chạy điện 100V. Đài này không phải bàn cãi gì, nó là hàng nội địa chính thống của Nhật Bản. Đấy. Đa cầu điện thì còn là loa nó sản xuất ở China, ở các thứ. Nhưng đây nó chỉ có một cầu duy nhất là chạy điện 100V. Chạy điện 100V. Đấy, có hệ thống equalizer này. Equalizer chạy chỉnh từ 63Hz cho tới 14kHz. Đây này. EQ level này. Đấy, tức là dương âm, tức là điều chỉnh equalizer. Những cái nút này là tương thích với lại những cái tần số mà người ta đã ghi ở đây nha. Đấy, còn đây là cái cột để hiển thị. Đấy. Rất chi là đẹp. Còn trên này là cái phần radio của nó, radio của nó. Đấy. Nó chia ra làm kiểu giả 4 thớt. Một này, radio này. Hai là equalizer lọc xì này. Ba là âm ly này. Nhá. Đấy, âm ly thì nó là phần dưới này, còn dưới cùng này dày dày này là cửa băng nhá. Đấy. 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 Tất cả còn nguyên bản nhá, tất cả còn nguyên bản. Cái đài này ấy nó có một cái rất chi là hay là nó có đường linear, là đường line in vào nhá. Đường line in vào để làm gì? Để mình cắm điện thoại và mình nghe thì sao ạ? Thì cái đôi loa Sony bát vuông, đôi loa này 14 đến 15 ấy, bát vuông nhá. Bát vuông này. Đấy, loa 3 đường tiếng check này, trung này. Đấy. Đấy, trung âm này. Check này giống như kiểu check Thạch Anh vậy. Mình cũng chưa tháo ra. Đấy, nhưng mà con này nhá, hoặc là nghe những cái âm ly rời của Nhật Bản nghe rất chi là sướng, ở những cái phòng nhỏ rất chi là sướng. Bán tiền thì chỉ bằng loa vi tính thôi. Thế nhưng khi nghe cái bộ này của mình nhá thì lại hối hận là tại sao mình lại đi nghe loa vi tính. Báo cáo các đồng chí đây. Và đẹp tuyệt vời. Bát vuông Sony này. Bát vuông. Đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ bên trái sang bên phải nha. Đẹp từng centimet. Đấy. Thùng này của nó lại thùng gỗ. Bản chất loa thùng các đồng chí biết rồi. Thùng gỗ bao giờ cũng ấm tiếng hơn thùng nhựa nha. Đấy. Thế nên là những cái loa thùng ta nghe cái tiếng trống của nó đánh như bom nổ, bắt buộc cái loa này nó phải bằng thùng gỗ. Chứ còn những cái loa ví dụ là kiểu kéo nó làm bằng cái thùng nhựa, đánh nghe cái tiếng ấy mà khiến người ta dị ứng nhá, người ta dị ứng với âm nhạc. Đấy. Người ta còn không thiết tha gì để với âm nhạc được. Đấy, nhưng khi nghe những cái loa mà được thiết kế và những cái thùng gỗ nghe tiếng trầm của nó khác ngay. Đúng không ạ? Đấy. Điểm danh lại 1 2 3 chiếc đài Sony 710, một chiếc đài Sony CFD DW560SC, một chiếc đài Sony FH211W, một chiếc đài Nationa ZXCS700, một chiếc đài Victor. Và bây giờ mời các đồng chí ra chiếc đài JVC màu đỏ. JVC màu đỏ. Đây, nghề chơi nó rất công phu. Đấy, các cụ nhà ta nói rồi. Bởi vậy những chiếc đài nào cũng như đài nào, kể cả từ cái đài 50.000 nhá, mình vẫn cứ phải đánh rửa vệ sinh. Vì các đồng chí biết rồi, đấy, thạch thùng nhảy nhện rồi là dán rồi các con nó chui vào trong cái loa, cái đài nó kín, nó làm những cái chuyện này chuyện nọ, thậm chí kể cả cái chuyện đồi bại nó cũng làm ở trong đấy nhá. Nên là mình phải vệ sinh.
đây này, mình vừa đánh rửa nữa, nó bị bong mất cái nước, à, cái lớp keo của người ta này, đấy, bằng dính đấy, à, cái keo, cái này dây ni lông, giống như kiểu dán xe máy đấy, cái ni lông này xe máy mới người ta hay dán, đấy. Người chủ cũ người ta quá cẩn thận, bây giờ mình mà lột cái ni lông này ra nhá, thì đây này nó mới thôi rồi luôn, mới thôi rồi luôn, nhá, đấy, còn cái vệt đỏ này là mình đánh dấu để mình nghe đấy, ở 94 là cái chương trình văn nghệ chủ nhật với lại thứ bảy kể chuyện là đại đội câu chuyện truyền thanh thì đánh dấu ở đây nhỉ? Hai cửa băng nút còn sáng loáng, nút còn sáng loáng, đài thì còn quá đẹp, còn nguyên zin là thứ nhất, thứ hai những cái chân ốc này thì còn nguyên hết, không biết bao giờ mới hỏng cái đài này nhá. Cái thiết kế của cái hãng đây này, cái chân cửa băng này đấy, thiết kế của cái hãng JVC này đúng là tuyệt vời thật đấy. Đây là equalizer này, đây phên vỉ của nó đây này, có đẹp không ạ? Đấy, phên vỉ của nó đây, IC công suất đây này, đấy, IC công suất này, ngửa lên cho các đồng chí xem này, đây này, đài Sony không có cái kiểu là chống nhiễu như này đâu nhé, chỉ có những con JVC người ta mới làm như này, à, cái lớp đồng này, đây là đồng ấy, chống nhiễu nhá, bọc ở chống nhiễu, chưa có một cái vết hàn nào cả, đây, chưa có một cái vết hàn nào cả. Ê, mới sướng cái cuộc đời chứ nhỉ. Đấy, nó tách ra, đây là phần radio. Đấy, radio đây này. Đấy. Đấy, nhìn cái than này là biết nó bắt nét rồi, than nó dài thế này. Đây này, cái loại than ferrit. Đây là cái anten của cái băng sóng chung và sóng ngắn. Đấy. Thế còn cái băng sóng FM ấy thì nó lại dùng cái anten này cơ. Nó dùng cái anten này. Đấy. Băng sóng điều biên. Điều biên thì dùng cái anten loại ferrit, à, đây là AM và SC1, SC2 đấy. Băng sóng điều tần là FM thì nó dùng cái anten này. Đấy, đây là cái vỏ của nó này, còn nguyên zin hết nữa, anten lại còn nguyên zin của nó này. Đấy, đánh lên nó đỏ tươi như thế này, đỏ thắm như thế này. Cái đây này, ở đây người ta cũng dính này. Đây, giờ mình nậy ra, nhưng mà mình kệ chả đâu, phải nậy ra làm gì cả, tại vì cái đài này dự đoán coi như thế là hàng trăm năm nữa nó chưa phai màu. Vì nó bọc ở ngoài cái lớp ni lông như thế cần chỉ à, nguồn này. Đấy, biến áp nguồn đấy à. Chân ốc này, chân ốc còn nguyên. Đấy, chân ốc còn nguyên. Đây là cái anten này. Đấy, thiết kế theo mình là hơn hẳn hãng Sony. Hơn hẳn quai sách này à. Nó sáng loáng như thế này này à. Sáng như gương, quai sách sáng như gương. Đấy, đây là cái nắp pin này, nắp pin, đây nắp pin, đấy, đây là cái loa JVC này, đây này, nó còn làm như thế này để chống chuột đấy, thế nhưng mà thạch thùng cái thứ là nó vẫn chui được vào, dán nó vẫn chui được vào, à, cái khóa này, khóa của cái loa vào với lại cái thân máy đấy, này, cái khóa này, à, chân ốc này, không biết bao giờ nó mới hỏng được, đấy, đây là hai cái mặt này. Sáng loáng đúng không nào? Như mới, like new, rất mới, rất mới nào. Chân ốc này chưa tìm thấy một cái khiếm khuyết gì cả, chưa tìm thấy một cái khiếm khuyết gì ở chiếc đài JVC đỏ này nhé, chưa tìm thấy, mà chắc có lẽ là tìm từ ngày này sang ngày khác cũng không thấy được, vì con đài này nó hoàn hảo. Và điều tuyệt vời theo mình nhé, điều tuyệt vời hơn cả đó là bộ cơ, đó là bộ cơ hai cửa băng đây. Cơ này các đồng chí biết rồi, rất khỏe, rất dễ sửa chữa. Những cái bánh xe này, những cái bánh răng này này, những cái bánh răng này mà nó có hỏng chăng nữa, nó có mòn đấy, hoặc là nó gãy răng, thay rất chi là đơn giản. Bánh tì này cũng vậy, rất chi là đơn giản. Chứ còn những cái con đài Sony 715 các thứ nhá, hoặc là 1100 SC ba cây gậy đấy, mà nó mà hỏng nhá thì thôi rồi, lại phải sưu tầm những cái đồ gọi là có khi cả tháng mới tìm thấy được để mà lắp vào. Còn con này thì quá dễ. Với những người chơi đài nhá, với những người chơi đài mà như mình thì mình rất thích những cái bộ cơ như thế này. Đấy, sửa chữa đơn giản, dễ, kiếm phụ tùng. Đấy, hỏng ít hỏng. Thế mà băng thì băng nào nó cũng chạy được. Chứ còn những chiếc đài mà cơ cái hệ như kiểu Sony này ấy, là cứ phải băng nhẹ nó mới chạy, chứ còn băng nặng là nó không chạy. Kể cả cái con 710 này cũng vậy. Cái thiết kế nó do cái thiết kế của cái hãng Sony này người ta thích,
nhà người ta thích thiết kế cái loại cơ nó gọi là nó chỉ chạy những cái đĩa nhẹ nhàng thôi. Đấy, còn những hãng khác thì người ta đây này, con Nativa này người ta cũng trang bị những cái bộ cơ như con JVC vừa xong. Đấy. Và cuối cùng là hai cái loa của chiếc đài JVC kia. Đây. JVC. Đấy, mình vừa mới lấy cái chổi lông mình phủi bụi có thí đi rồi này. Như mới này. Này. Có đẹp không ạ? Nó là quá đẹp vì nó là những hàng tuyển lựa. Hàng tuyển lựa kỹ lưỡng để phục vụ đồng bào đồng chí khắp 63 tỉnh thành có niềm đam mê chơi radio cassette. Clip đã dài, thôi xin phép dừng ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.